Quý vị thân mến, trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục thứ hai của thí sinh Thúy Anh. Với ca khúc lần này cũng sẽ là một câu chuyện rất đặc biệt. Và Quốc Bảo nghĩ chắc hẳn rằng ở trong phim trường hiện tại sẽ không ai hiểu rõ hơn câu chuyện ấy. Bạn huấn luyện viên Minh Tuyết, em sẽ mời chị sẽ chia sẻ về câu chuyện lần này ạ. Thưa quý vị, đây là một bài hát có cái tựa đề là Em Đi Rồi, do chính nhạc sĩ Lam Phương viết. Ông viết khi ông đọc một cái tờ báo và biết được cái câu chuyện của một cặp vợ chồng, sự chia xa giữa Họa Mi và ông xã của Họa Mi. Khi hai vợ chồng sống ở bên Pháp đi chữa bệnh cho chồng của cô Họa Mi, tức là nghệ sĩ saxophone Tấn Quốc, thì bác sĩ nói một câu như thế này: cái bệnh của anh là bệnh bẩm sinh và anh sẽ không bao giờ có thể chữa được, và từ từ anh sẽ mất đi ánh sáng. Lúc đó cả bầu trời như sụp đổ. Ở nước ngoài mà khi mình bệnh thì rất là nhiều sự tốn kém quý vị ạ. Cảm thấy mình trở thành một cái gánh nặng cho cả gia đình, cho cô Họa Mi và cho ba đứa con của mình. Vì thế ông đau đớn và ông dồn hết tất cả những cái nỗi niềm đau đớn của mình vào tận sâu trong trái tim của ông. Rồi một ngày ông quyết định, ông nói với người vợ của mình rằng: anh sẽ trở về Việt Nam, em ở đây lo cho các con có tương lai nhé. Hai trái tim xa nhau nhưng như cùng một nhịp đập. Và đó chính là câu chuyện Em Đi Rồi của ca sĩ Họa Mi. Ngày anh đi, mọi thứ dường như sụp đổ. Anh khóc thật nhiều vì biết phải xa em và các con. Đôi mắt này có thể sẽ không còn được thấy ánh sáng nữa, nhưng nó vẫn còn được khóc vì em và con. Ngày anh đi rồi, em và con có bình yên không? Anh đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn biết chia cùng ai. Nỗi buồn trên xứ người.